cho cụ thể để chúng ta cùng nhau vây bắt đối tượng Thoan. Anh có ý kiến? Tôi là cán bộ bảo vệ của tỉnh xã được hỗ trợ điều tra vụ án. Thì phương án với kế hoạch như thế nào thì anh sắp cũng là điều chỉnh. Tôi cũng thông qua xem thông qua hồ sơ đối tượng khá nguy hiểm tại có ý định với đứa bé trước mắt là chị với bé ở đây đã tôi bắt được đối tượng. Từ cái thông tin sự việc thì em cũng gì anh nhỉ, thì bây giờ chúng ta cùng nhau lên xảy ra cái sự việc để nắm bắt cái tình hình thực tế để đưa ra cái phương án. Nhớ uống nước đi, nhớ uống nước xong là chúng ta lên coi. Ta xuống lần chúng ta nhớ đi. Bình đâu rồi? Bình đang ngủ anh ạ, mình chưa thể. À, mình chưa thể. Thế thì em ở nhà xem Bình nhé, để bảo anh đấy xem, dẫn cho anh đi xem tình hình cụ thể như nào. Thì anh cứ đưa tay này đi, thì em đi lên so em đi chuyện để như lấy con dung gì để lấy ở đây để đỡ phải lên. Hôm nào bắt được thì ổn định thôi, em đi lên sau ạ. Ừ, thế cho em xong là về luôn nhé. Mấy con dây là buộc. Mấy đây ạ?
thì vứt hết đồ xong mà vứt hết đồ đạc, đồ đạc xong rồi vứt hết mà. Anh cái khu này còn có hộ nào quanh đây không? Không có đâu ạ, chỉ có mỗi mình trang trại của tôi ở đây thôi, xung quanh toàn đồi núi thôi, không có một nhà nào khác được. Bây giờ em dẫn anh đi xem cái tình hình cụ thể xung quanh đây có manh mối gì không? Nếu như mà có manh mối gì thì chúng ta có cái hướng xử lý. Em nghi là đối tượng có lẩn trốn ở xung quanh đây ấy, bởi vì đối tượng hoạt động rất là manh động, có thể nhanh. Bình thường là lực lượng công an địa phương em đến thì đối tượng đã gây án xong rồi. Các anh biết nắm rõ được địa hình thì dẫn chúng tôi đi. Chúng ta đi. Chưa có cái xe cuối rồi.
đấy. Này Bình, này ngon ngon này, ngon này, này, này. Mình ơi, mình đây, mình ơi, đây con hoan thôi nhá, con no thôi nhá, mình mặc cân bán cho nên đấy đấy mà không. Đây là cái điều mà hôm trước họ gây án thật khó khổng. Cho này vẫn còn hơi ấm ấm này. Đây là cái gì là nước phải nữa, chắc họ nó quanh quanh đây thôi. Chắc là quanh quanh đây, tôi vừa đi thôi mất ấm rồi. Rượu ấy, rượu. Đang là rượu, đồ đặc. Ở đây nó nướng ăn gì đây. Phát hiện gì đâu? Ừ, phụ cho bác uống đây à? Ừ, đây có cả ăn chín này, cái gì hôm trước phát khóa này.
Cái này còn mới này. Ôi, chúng vừa mới đi rồi, vừa đi rồi. Vẫn còn đây, đấm đấm. Biết như chuột thì còn mới lắm. Bây giờ biết chỗ này là cắt để nó ra quay lại thôi. Bây giờ biết chỗ của nó ăn uống tập ở đây rồi, mình bố trí người theo dõi khu này, giờ thì bọn nó quay lại. Thế để em dọn dẹp chỗ này cho nhớ môi trường. Thôi đồng chí cứ để giữ nguyên hiện trường, nếu không họ sẽ biết chúng ta đến đây đấy. Đúng rồi đấy, đúng rồi, không kệ nó đấy. Thế cái chai rượu kia anh để đúng vị trí họ phát hiện nó. Đúng rồi đấy. Giờ chắc chúng ta quay lại trang trại để mà lên kế hoạch thôi. Vâng. Còn bây giờ chúng ta quay về đã nhỉ? Cái này vừa đấy ở đâu anh để nó xuống. Chắc chúng ta về đấy. Về đến trang trại của anh không thì các phân bổ dựa cụ thể nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Alo, con nghe. Vâng vâng đúng rồi. Vâng vâng, chúng tôi sẽ đến ngay. Vâng vâng. Anh ơi, có người báo là có hai người đang xé cái tờ truy nã đấy. Là đến đấy luôn. Vâng. Ừ. Chúng ta đi nhanh nhỉ? Vâng. Bọn anh vừa phát hiện tung tích của bà ta ở dưới kia, bây giờ bọn anh phải đi xuống ngay. Ở dưới kia anh. Ừ. Chị anh đi, anh cẩn thận nhé. Ừ. Thank you.
vừa mới điện báo ở dưới xe tờ báo ảnh chi lá này. Đây là tờ này à? Ừ, còn, đi xem các tờ còn lại xem như thế nào nhỉ? Ừ. Anh có dán nhiều không? Dán nhiều không? Không phải thôi. Rồi bỏ khẩu trang cô ta ra. Không phải cô ta đâu, đây là tóc giả thôi. Đây. Không phải thì cũng đưa lên đồn. Đưa anh ta lên xe.